Chỉ cần gõ từ khóa tìm chỗ học hè cho con trên Google, chưa đầy nửa giây đã có hơn 1 triệu 9 kết quả liên quan, từ giới thiệu các khóa học từ kỹ năng đến ngoại ngữ và kiến thức. Hiện hầu như các trung tâm giáo dục đang đồng loạt mở các khóa học hè. Trung tâm Toán và Anh ngữ iLevel, một thương hiệu về giáo dục lâu năm của Hàn Quốc vừa có mặt tại Việt Nam, cũng vừa có buổi hội thảo làm thế nào để con bạn tự tin và học tốt hơn và giới thiệu về các khóa học mới từ mùa hè này vào cuối tuần qua, ngày 25 tháng 5. Đây là một buổi giới thiệu về các khóa học hè và các khóa học dài hạn của một trung tâm giáo dục mới chính thức có mặt tại Việt Nam mùa hè này, iLevel của DKO Việt Nam. Đây là hệ thống đào tạo chương trình toán tư duy và tiếng Anh của Hàn Quốc dành cho trẻ từ 3 đến 13 tuổi. Tại đây, các em nhỏ được vui chơi nhưng cũng đồng thời là học hỏi thông qua các phương pháp, các trò chơi, các hình vẽ hoặc câu đố về tư duy và khả năng sáng tạo. Chị Nguyễn Thị Đông Thảo, một phụ huynh cho biết, mô hình học tại đây rất được bé thích và muốn học. Một phần là vì chị cũng muốn con được trải nghiệm mùa hè, vừa được chơi vừa giúp bé tự học hỏi và khám phá thêm. Tôi mới cho bé tới để làm bài test, và khi bé tới thì bé thích. Nó nói là mẹ có biết là con thích lắm không? Thì thôi, tôi nghĩ là nếu một đứa trẻ nó 5 tuổi mà nó thích một cái môi trường nào, nếu những phụ huynh nào mình có điều kiện thì mình nên cho con thực hiện theo cái niềm đam thích của con. Hiện hệ thống trung tâm này có hơn 2,5 triệu học sinh đang theo học tại hơn 1.050 trung tâm trên 16 quốc gia, lần đầu tiên có mặt tại thị trường giáo dục Việt Nam. Không chỉ ở Việt Nam mà ngay ở những quốc gia khác mà iLevel đã có mặt nhiều năm như Indo, Mã Lai và tại Hàn Quốc, chúng tôi rất tự tin khả năng cạnh tranh so với các học viện về toán và tiếng Anh khác. Vì chúng tôi có một chương trình đặc biệt và duy nhất dựa trên sự phát triển cá nhân của mỗi học viên cộng với một chương trình tự học được thiết kế bài bản. Điều này sẽ mang lại hiệu quả học tập cao nhất cho chính các em. Đó là lý do chúng tôi tin tưởng chương trình sẽ thành công. iLevel chính thức có mặt tại thị trường giáo dục Việt Nam từ mùa hè này thông qua các chương trình học hè và lâu dài, với các chương trình như Vui cùng toán Playmate, Làm quen với tiếng Anh English Park hay Vui học tiếng Anh Happy Talk, v.v.